Chào mừng các bạn đến với chương trình Học tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Xíu ơi, nhõng nhẽo mình sẽ nói sao? Ví dụ em chỉ muốn nhõng nhẽo với anh thôi. Oh my god. Well, nhõng nhẽo tiếng Anh nó không có nhõng nhẽo. Actually, it's called being a baby. Like that. Being a baby là một em bé, vậy thôi. Mình kêu người ta đừng có nhõng nhẽo. Stop being a baby. Thì thực sự being a baby không có tốt lắm. Tiếng Anh không có tốt. Làm như mình phàn nàn cái người nào đó thì mình dùng thôi, chứ thực sự mình không có nói là nhõng nhẽo cho bạn thôi. Có thể là dịch ra nó không có làm như cái nghĩa của tiếng Việt, but mình có thể nói là I'm just being a baby with you, like that. Hoặc là I'm being a baby with you only, like that. Okay. Sooner rather than later là sớm hơn muộn. Don. Sooner rather than later. Rather là hơn, thà hơn. Sooner là sớm hơn. Rather thà hơn. Later là sau này. So sớm hơn muộn. Yes, tiếng Anh là vậy đó. Definitely a deal breaker. Okay, sure. Deal là cái gì? Làm như hợp đồng hả? Hợp no. Làm như mình trả giá qua lợi đó là cái gì? What is that? What's the deal? Làm như mình trả giá mình mua cái căn nhà đó hoặc là một cái gì đó. Thương lượng. Yes, thank you. Thương lượng, thỏa thuận. Yes, there you go. Thỏa thuận, thương lượng. Yes. Okay. Breaker là bể gãy. Yeah, negotiation like that, yes. So, cái gì bẻ gãy cái thỏa thuận là cái gì đó, nếu mà mình ra điều kiện, nó sẽ bị hư hại cái thỏa thuận đó. Okay, cái đó là cái deal breaker. Ví dụ, siết bảnh trai, thiệt bảnh trai. Okay. Cái xong, cái xin muốn kết hôn cô đó. Cái xong, cái cô đó này siết rất là thông minh, mà thật sự vậy. Đẹp trai, of course. Mà cái bụng bự của sếp nó là deal breaker, là tại vì cái bụng bự đó là nó không có thể được. Okay, so a deal breaker là một cái gì đó, tuy rằng những cái chuyện rất là tốt, mọi chuyện lý tưởng, mà cái đó thôi hả, sẽ làm bị hư hại, nó không có thành công. Đấy, so cái đó là a deal breaker. Okay. Phân biệt in với inside. Sure, in là ở trong, inside có vẻ làm như mà bị bọc ở trong vậy đó, nó một cái miếng, cái vách hay một cái bao bọc ở trong. So cái chữ inside nó có sự mà bó nằm trọn ở trong, còn in có thể dùng nghĩa bóng, nghĩa đen, nói chung thông thường thôi là ở trong, còn inside là bao nó vòng quanh. Ok. Sẽ gọi crazy hay là crazier hay là more crazy. Crazier đúng hơn. Crazier đúng hơn. Grew Sẽ giúp Sunshine phát âm chữ exhale, exhilaration. Cái âm Z làm như ơi giời ơi vậy đó. Exhilaration. Okay. The little things mean the most là mỗi cái chi tiết nhỏ nó rất là ý nghĩa, nhiều nhất. So những cái chi tiết nhỏ nó có ý nghĩa nhiều nhất. Cái câu đó là vậy đó. Okay. Alright, xin cho hỏi cấu trúc nào is, am, are cộng với verb 3. I am, verb 3 là done, right? I am done, like that. I am gone. Yeah, more like a passive. Đúng rồi, Calorie. Yeah, more like a passive, bị động. Yeah, I am done, I am finished. Okay. So, to be, but usually to be, mà usually passive là bị động. Yeah, thank you, yes. Okay. How is different between people and person? Peter Nguyễn. Person là số ít. People là số nhiều, một person. Hai người là people. Okay, so yes, hai cái là gì đó. Khác nhau là gì? Okay.
See, khi nào dùng a lot of với lại lots of. Oh, cái nào cũng được hết á, Tân Đạt. Yes, that's why anh sẽ thích dùng lots of. Nghe nó gọn hơn. Yeah, like that. Alright, what else? Cái câu hook trong essay là sao? Ủa là sao Anna? Cái câu hook là gì? Ý là một cái câu hook á phải không? Hook là một cái móc. Ok, một cái móc làm như cái đồ câu cá vậy đó. Cái móc mà để câu cá đó. Right. Cái là cái hook. Hoặc là bất cứ cái gì mà có cái móc là cái hook. So cái câu hook là cái câu mình móc người ta để cho người ta chú ý đến cái bài mình, làm như một cái câu gì đó người ta đọc người ta thấy wow nghe lạ quá hả, cái họ đọc tiếp. Nếu mà sẽ bắt đầu một cái câu cho một cái essay nó rất là đơn giản, nó nghe chán thì bà con không có đọc tiếp. Còn nếu sẽ bắt đầu một cái câu gì đó thú vị thì bà con thấy ó câu này cũng nghe hay hay, hoặc là nghe nó hơi troll một tí xíu, hoặc là nghe một cái gì đó nó khởi cái cảm giác thì người ta đọc tiếp. So a hook là một cái gì đó để mình thu hút người ta vô. Ok. A hook thường khi câu hỏi no. A hook cái câu nào cũng được hết á, bất cứ. Yes. Okay. Tomato record đọc là record hay là okay. Now nope, cái chữ này nó có hai âm lận. Record hoặc là record mà hai nghĩa nó khác nhau nữa. Record là một cái gì ta? Kỷ lục hả? Một cái kỷ lục. Một cái gì đó. Record là thu âm. So hai cái nghĩa nó khác âm phát nó phát âm khác nhau. Ah, sức mệt quá, bị ăn cắp mai mà mệt quá. Tôi vừa mới, ok, thì nó là I've just, ha. Huh? I've just, cộng với B3, ok. So there you go. Ok, sĩ ơi, giải thích giúp care of với lại care about. Khác nhau là sao? Mình xì cái câu ví dụ đi. I care of her, no, about. Yeah, cho cô ví dụ đi, béo béo mì. Yeah, cho cô ví dụ ha. Huh? Oh my god, bị cướp my wife, ha. Huh? Okay, sẽ giải thích lại care of, you care about. Okay, care of, thường khi nó dùng là take care of, ha. Huh? Cái đó đó, hoặc là care about. Take care of là như cái Don hồi nãy mới nói đó, chăm sóc. Còn care about là quan tâm. So cái này hai cái nó khác nhau cho nên sẽ không có biết cái câu nào ví dụ là có care of thôi hoặc là care about. Yeah. Ok. Sĩ ơi muốn hỏi anh đến đây có việc gì đây vậy? Ok. Why do you come here? Ok, yes, đúng rồi. Why do you come here? Now nghe nó hơi thẳng thắn tí xíu, nghe nó không có formal. Thì thường mình nói rằng just like how may I help you, hoặc là yes, hoặc là Kauri nói how can I help you, nghe nó lịch sự hơn. Okay, hoặc là what is the reason, okay, you are here, what is the reason you are here. Yeah, like that. Okay. So nghe nó lịch sự hơn cái câu mà why you come here, bạn tới đây để làm gì? Okay, nghe nó hơi thẳng thắn làm như công an vậy đó. Hỏi chuyện vậy đó. Alright. So mấy cái câu carry với hai câu của Siết cho nó dịu hơn tí xíu. Okay. What campaign do you come here to come? Oh, no. No, không được. Campaign nghe nó kỳ lắm. No. Okay. Các bạn viết sai rồi. So campaign viết như nào? Okay, campaign, A-I-G-N, like that. Campaign viết vậy đó. Okay. Sĩ ơi, từ guide xài thế nào là hướng dẫn? Là như mình không phải hướng dẫn, bệnh yeah, hướng dẫn. Yep, là như hướng dẫn như đó. Mình dẫn người ta đi cái hướng, cái bước nào đó. Mình chỉ người ta cái bước nào thì cái đó là guide. Okay. Alright, Missy, kinh nghiệm viết bài essay sao cho hay? Tiếng Anh tốt nhất là các bạn phải viết cho đơn giản, đừng có rầm rùm ra. Ok, phải rõ muốn nói gì nó ra, phụ những cái câu kế với cái câu chính của mình. Dùng thà
dùng cái từ vựng đơn giản hơn là cái từ vựng dài. Các bạn đừng có lo cái từ vựng bự to. Tiếng Anh nó là một cái tiếng gọn chứ không phải là như tiếng Pháp. Tiếng Pháp khoái trang trí cái câu mình cho nó nghe nó hay, chữ nào nó nhiều âm càng nghe hay. Tiếng Anh cái chữ nào nó ít âm thì nghe nó hay hơn. Đơn giản, mỗi câu có một ý, đừng có bỏ hai ba ý trong mỗi câu. Là cái đó là mấy cái kinh nghiệm mà viết essay cho giỏi đó. Figure out với lại find out khác nhau. Yes, find out là khám phá, tìm ra được. Figure out là mình phải suy nghĩ thêm cái chuyện gì đó, cái một cái bài toán, một cái đố mẹo, một cái gì để mình phải theo nhiều bước để mình giải quyết ra được. Cái đó là figure out. Find out là mình hay vậy thôi, mình biết vậy thôi. Đó là find out. Okay. Okay. Can't help falling in love là không thể không yêu. Yes, đúng rồi đó, Don. Yes, there you go. C, giải thích. Vice versa. À, so vice versa là ngược lại. For example, I like her and vice versa. Tôi thích cô ấy và ngược lại là ý là cô ấy thích tôi lại. Okay. Yeah, so hai cái đó, so đọc cái câu đó mình biết là hai người thích nhau. Okay. Give rise to là một cái chuyện đó nó sẽ đẩy đến một cái hành động khác nữa, gây ra một cái chuyện khác. So cái đó là give rise to. So there you go. Okay. Back up. Okay. Prop, let me see. Probably, với lại properly, phát âm như thế nào? À, của hai từ đó. Okay, sure. So, probably, nè, nghe này nha, một cái là bạp, một cái là per. Probably, hiểu cái nghe không? Probably là cái chữ đầu đó. Còn cái chữ thứ nhì là properly. Can you hear the difference? Yeah, nghe khác hay không? Yeah. Okay, so probably, you properly. Mà thường khi nói nhanh thì người bản xứ sẽ hiểu trong cái ngữ cảnh của cái câu, trong cái ngữ pháp. Rồi cho nên đừng có lo mấy cái từ mà nhanh dùng đúng. Okay, alright. What else? Victimizing là nạn nhân hóa. Yes, victimizing. That's a wrap. Cái đó là xong rồi. Cái đó là that's finished. Mọi chuyện kết thúc rồi đó, Tuyến. That's a wrap. Yes. Hỏi xét từ feet hoài mà không hiểu. Ví dụ Lặng Yên Khánh feet từ. Oh, cái chữ feet đó đó phải có cái chấm. Okay. So chữ feet này đó chấm cái nghĩa là feature. Feature. Feature là cái gì các bạn? What's feature? Viết sai đây. Feature nhưng mà cái người chính vậy đó. Mình các bạn đặc điểm. Yes, đặc điểm. Yes. So mấy cái bạn mấy bài nhạc đó làm như hai cái người ca sĩ họ hợp tác với nhau. Cái người này là cái người ra ra nhạc này kia nọ, người chính cái bài đó, mà có cái người nữa, cái người đó đặc điểm thì mình nói rằng bài này của người này feature, xong rồi cái người ca sĩ kia. Okay. Alright, so nhớ feature nữa. Mà tại vì các bạn xem trong cái file, cái người ta không có chấm cái dấu chấm, các bạn nghĩ cái chữ đó một cái chữ phí nha. Nó có chữ phí nó riêng nữa, mà không có dấu chấm. Có giống duet không? Duet làm như song ca, hay, okay. Là có thể hai ba người, một cái người chính, một cái người kia để hợp tác vô làm cho cái nhạc nó hay hơn tí xíu thôi, hoặc là nhiều hơn nữa, chứ không có kiểu mà song ca. Duet thường khi dùng cho song ca. Ok. Đợt đó Siết nói với Sunset từ đập nó là sao, nhớ máng máng là smash hay là smosh hay là tiêu rồi. Nó là chỉ smash là đập nó. Ok, smash. Yep, smash it.
So quite a contrary, thường khi mình dùng mình bỏ ý mình vô đó, mình có một cái sự mạnh hơn, có cái sự giao tiếp hơn. Còn in contrast, thường khi dùng khoa học hơn hoặc là mình nói văn, khi mình viết cái bài văn gì mà mày nghe nó trịnh trọng hơn một tí xíu. So hai cái nó khác nhau là vậy. Ok, có thể khác nhau phần gác nó bệnh suy nghĩ là hay đó. Khác nhau là vậy. Make a move có bằng move không? Không, no, move là di chuyển, make a move là làm hành động. So make a move là làm hành động, còn move là động. I made a move to ask for her number, like that. Right. Tôi bắt đầu cái hành động hỏi điện thoại, số điện thoại của cô ấy. Vậy thôi, câu kệ, câu giờ tiếng Anh là gì? Ok, so câu giờ xích biết. Tiếng Anh là to buy time là mua giờ thêm, nó câu giờ giờ dây thun hả? Tiếng Anh sẽ không có tìm được cái giờ dây thun, không có tương đương.